Người mệnh kim sử dụng kỳ lân giúp sự nghiệp hanh thông, thành công mỹ mãn. Tuổi nam sinh: Nhâm Thân 1932-1992, Ất Mùi 1955-2015, Giáp Tý 1984-1924, Quý Dậu 1933-1993, Nhâm Dần 1962-2022, Ất Sửu 1985-1925, Canh Thìn 1940-2000, Quý Mão 1963-2023, Tân Tỵ 1941-2001, Canh Tuất 1970-2030, Giáp Ngọ 1954-2014, Tân Hợi 1971-2031. Người mệnh kim thuộc tuýp người có đầu óc tổ chức cùng khả năng thích nghi nhanh với sự thay đổi của hoàn cảnh. Họ có ý chí quyết đoán, kiên định cùng thái độ tập trung làm việc cao độ. Sử dụng vật phẩm này giúp sự nghiệp hanh thông, thành công mỹ mãn bởi kỳ lân là loài linh thú đặc trưng cho sự cát tường. Điểm yếu của những người thuộc mệnh kim là tâm trạng bất an hay cáu kỉnh, khó hòa hợp, toan tính, cố chấp. Do đó, kỳ lân sẽ có tác dụng ngăn cản những nguồn năng lượng tiêu cực, đem đến cho người mệnh kim cách giải quyết khôn khéo, hợp lý nhất, được lòng mọi người.